hung hăng, chẳng hỏi chẳng cha, đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời. Thịt ra ai cũng là người, lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau, khiến nhà thơ đau lòng rơi lệ. Thưa ngài, con đã quyết nhảy sông Tiền Đường để đạp Tiên Dương đi. Sao ngài lại để con sống? Phạt 30 roi. Nhà ngươi tưởng trong tay sẵn có đồng tiền, muốn đổi trắng thay đen được sao? Chống lệnh vua, tội gì? Dạ, tôi chết ạ. Khanh có biết gì sao trẫm chọn khanh làm chánh sứ đi tuế cống lần này không? Khi chưa đi sứ, ta cũng nghĩ như con. Nhưng ở Trung Hoa, sự thực không phải vậy. Thưa thầy, con đường quan lộ thật là khó. Phần nghèo tính làm sao hả thầy? Bỏ thân về với triều đình, hàng thần lỡ lão phần mình ra đâu. Áo xiêm buộc trói lấy nhau, vào luồng ra cuối, công hầu mà chi.